Sau đây chính là bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu các con quan sát bức tranh và kể lại câu chuyện bác sĩ sói. À, câu chuyện này cũng chính là bài tập đọc các con được học trong sách giáo khoa tiếng Việt đúng không? Vậy thì các con hãy quan sát kỹ từng bức tranh, sau đó chúng mình hãy kể lại một câu chuyện dựa vào các bức tranh. Với bức tranh số 1, các con có thể nhìn thấy ngựa đang làm gì? Còn chó sói thì đang làm gì nhỉ? À, ngựa thì đang ăn cỏ đúng không? Còn chó sói thì đang rình rập ngựa ở một gốc cây rất là to phía sau. Và chó sói ở bức tranh số 2 đã làm việc gì? Nó đã đeo kính này, mặc áo blue trắng, giả làm bác sĩ. Bức tranh số 3, chó sói đã tiến gần lại phía ngựa. Nhưng nó biết là nó không thể đuổi kịp ngựa được nên nó phải từ tốn, nó phải giả vờ ta là bác sĩ. Ta có thể khám bệnh cho mi được. Bây giờ mi bị bệnh gì? Hãy nói cho ta biết. Bức tranh thứ 4, ngựa giả vờ đau ở chân sau. Các con có thể nhìn thấy chó sói đang tiến về phía sau của ngựa và ngó xuống dưới chân. Bức tranh số 5, các con có thể ngựa đá bốp một cái và chó sói đã văng ra rất là xa. Bởi vì đặc điểm của con ngựa đó là nó đá hậu, tức là đá bằng chân sau đấy. Chính vì vậy nên nó lừa cho chó sói ra đằng phía sau của mình, nhìn xuống chân của mình và lấy đà đá cho chó sói một cái. Chó sói đau điếng, phải biến mất đấy các con ạ. Các con hãy cùng kể lại câu chuyện này dựa vào 6 bức tranh của cô nhé.